Xin chào cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo. Đấy thì ngày hôm nay sẽ lên chi tiết tổng quan cho mọi người về các cái mẫu hàng S-Fan Pro. Đấy, nói qua một chút thì S-Fan Pro thì nhiều anh em họ sẽ nói là hàng nội địa, nhưng mà đối với quan điểm cá nhân của em ấy thì em sẽ nói gọi là hàng bán nội địa. Đấy, tại vì S-Fan Pro thì gốc của nó là nhà máy sản xuất của Yupai. Đấy, và Yupai thì thời điểm năm ngoái nó về rất là nhiều các mẫu chuyên vít và mẫu khoan 16V8. Đấy, những cái mẫu mà được thị trường cực kỳ ưa chuộng luôn. Và cùng năm ngoái là bên em có bán sản phẩm của Đông Cưa. Đấy, Đông Cưa thì nó với Yupai thì gần như nó là nhà máy là một mà. Đấy, tại vì có nhân sự của Đông Cưa họ mở ra ấy, để họ làm cái sản phẩm này. Thế còn về cơ bản chất lượng của hàng S-Fan Pro nó sẽ tương đương như hàng của Yupai và hàng của Đông Cưa. Đấy, Đông Cưa năm ngoái thì mọi người sẽ bị trở ngại nhiều về vấn đề chân pin. Thì ngày hôm nay thì S-Fan Pro họ đã bẻ tất cả các dòng 21 về chân pin phổ thông. Đấy thì nó là hàng bán OEM, tức là S-Fan Pro nó là một thương hiệu đi đặt nhưng mà họ sẽ đặt nguyên nhà máy của Yupai, và Yupai coi cái thương hiệu S-Fan nó là thương hiệu xuất khẩu của họ. Đấy, nó khá là giống trường hợp như là của Đông Trang là hàng Trung Quốc toàn chợ tàu, và DCA là hàng xuất khẩu thì họ có tiếng Anh. Đấy, và một số nước thì họ nội địa hóa là họ còn cả tiếng địa phương của nước đó cơ. Đấy thì trên màn đây của em là khá là đầy đủ các sản phẩm của S-Fan Pro, và có lẽ là các anh chị cũng đã xem, nếu mà anh xem nhiều ấy thì xem phân khúc này là từ những nhà bán hàng gọi là lớn và uy tín rồi. Đấy, ví dụ trong Nam có store thiết bị, store là Mộc anh 8811 này. Ở ngoài Bắc này thì có Đăng Nga này, anh Đăng Nga Hiệp trên Lào Cai này. Đấy, một số nhà bán hàng khác với Tâm ở miền Trung này. Đấy. Thì nó là sản phẩm chất lượng, tất cả sản phẩm này thiên về chuyên thợ nhiều hơn là đơn thuần là dùng gia đình. Đấy, tại vì sản phẩm của nó tốt, cực kỳ tốt luôn. Đấy, nhà máy của Yupai thì nó cũng rất là nổi tiếng ở Trung Quốc rồi. Đấy thì em sẽ nói qua thực sự nhá, là những sản phẩm như này em chưa nắm được hết giá, tại vì nó mới với em và em cũng chưa test từng sản phẩm một. Đấy thì sẽ có video test cho anh chị nhé. Đấy thì lại nói thêm một cái nữa, mọi người bảo tại sao là hàng nội địa lại là công ty. Đấy, thực ra là bây giờ mọi người đừng quan trọng quá cái vấn đề nội địa. Đấy, mọi người hiểu là nội địa là hàng xách tay nó mới nội địa, hoặc là hàng nội địa là hàng gọi là chỉ bán ở Trung Quốc thôi. Thực sự cái đấy không đúng. Đấy, nói vui là anh chị nào mà thích ra Hà Nội ấy, những cái phố gọi là gái nội địa Nhật, gái nội địa Trung, gái nội địa Hàn có hết. Giờ chỉ thiếu là thiếu tiền thôi, chứ không thiếu gì những cái người mang cho mọi người về những cái sản phẩm như này. Đấy, con này thì nó là dòng 16V8 của S-Fan Pro. Đấy, một cái mã mà nó chạy tua đến 2000 vòng trên phút nhá. Đấy, nhắc lại cho mọi người là những cái máy OEM hay những máy 16V8 mà nó chạy tua rất cao này thì khẳng định là nhông của nó phải đảm bảo để nó chạy được tua như này. Đấy, chứ nếu mà tua 2000 mà anh chị đi khoan nặng nhiều khi nó vỡ nhông vỡ hộp số là chuyện bình thường. Đấy, con này thông số là 50 năm lưu và khoan của nó là khoan 3 chức năng. Đấy, cũng lại thêm một chút gọi là rất Việt Nam đúng không? Đó là 16V8 có 3 chức năng. Đấy, thì còn thực ra bên Trung Quốc thì nó sẽ không làm mẫu này đâu. Mọi người xem Đông Cưa năm ngoái ở bên em đúng không? Mẫu này của Trung Quốc làm gì có đâu. Đấy, nhưng mà phần hộp số của nó thì cũng không tăng mấy đâu. Đấy, nó có hai cái bên hông này rất là ok luôn này, vặn vít cực trượt này. Đấy, con này thì em sẽ test nhiều cho mọi người về khoan sắt. Đấy, khoan sắt là một cái thử thách rất là lớn đối với dòng 16V8. Đấy, tại vì khoan thì các cái me của nó phải tiếp xúc với sắt kim loại cực kỳ nhiều, liên tục. Đấy, con nào mà yếu là nhông của nó không tải được đâu. Đấy thì con này hiện tại là hộp của nó là hộp giấy, hai pin một sạc và có cái hộp đựng, thì giá của nó là 1390. Đấy, các nhà bán hàng khác thì chuẩn giá. Nói chung hàng của S-Fan nó là hàng ổn định giá, ổn định chất lượng. Đấy, nó sẽ không có cái chuyện là mọi người mua xong nó tặng cho người một cái máy đâu, nó không bao giờ nó có chuyện đấy cả. Đấy, tại vì hàng của nó cực kỳ chất lượng luôn và ổn định giá, giá tiền tương đương với chất lượng của nó nhá. 1390 này. Đấy, một cái dòng khác đó là dòng chuyên vít 16V8. Đây. Con này thì theo như thông số thì nó sẽ ghi là 150 lưu. Đấy, tua là 3200 vòng và khá sát thực tế. Đấy, con này thì là một trong những dòng thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đấy, Yupai thời điểm năm ngoài nó là 11 luôn. Tức là cái phần đầu của nó, phần tính năng, phần máy, phần pin của nó là 11 với Yupai đối với dòng 16V8. Đấy thì con này giá là 1490 nhá. Hai pin của nó là 2A và sẽ có video test hết quả pin 2A này để cho anh chị biết là nó bán tôn được khoảng bao lâu. Đấy, con này thì cực kỳ chất lượng luôn, là 1490. Đấy, hai pin một sạc tặng túi vải của Yupai. Đấy, một số mặt hàng em chưa nhờ giá nhá. Đấy, ví dụ như là có một số bu lông và khoan thì chưa nhờ giá lắm thì sẽ ghi ở phần mô tả cho mọi người, hoặc là ghi trên màn hình luôn. Đấy, con này là mẫu chuyên về đục của S-Fan Pro. Đấy, S-Fan Pro thì nó có một thương hiệu khác ấy, đó là Safun. Safun là chuyên về laser, thì còn S-Fan Pro nó làm riêng về mảng gọi là khoan và dòng pin. Đấy. Con này thì nó là một dòng cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Nhưng mà mọi người lưu ý giúp em là
cân nặng của dòng này nhé. Dòng này dòng đục cho nên nó sẽ có hai phần giảm chấn, giảm rung. Đấy, rất là hiệu quả khi đục. Và đục pin thì nó cũng cực kỳ ngốn pin luôn. Cho nên là anh chị mình phải đầu tư những quả pin mà nó dung lượng cao. Dung lượng cao thì con xả cao thì phải đương nhiên nhé. Đấy, ví dụ những quả 7,5A hoặc những quả 8A. Đấy, và mọi người lưu ý là tại vì con này giá thân là 1720. Thì nhiều anh em sẽ hỏi, đây anh em sẽ hỏi là so với cả con Amax Tool bê tông pin thì nó như nào? Tại vì nó cùng dòng khoan bê tông và dòng đục. Nhưng mà Amax thì nó chuyên về khoan hơn, nó không chuyên về đục như là con S-Fan. Đấy, cho nên là nhìn kích thước ấy, nhìn kích thước thì mọi người sẽ thấy ấy, Amax nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn, nó ngắn hơn và nó cũng nhẹ hơn. Mặc dù có thể giá thành nó cao hơn nhá. Ví dụ như bản màu đỏ của nó thì là 1680, thế còn bản màu đen mà cái dòng lên bít tông 28 ấy thì nó là 1,780 triệu. Đấy, nó cao hơn cả con đục nhưng mà bởi vì tính năng nó khác. Đấy, máy nó khác chứ không phải là con nào khỏe hơn đã là con đấy đắt hơn. Đấy, khỏe thì chắc chắn S-Fan nó sẽ khỏe hơn, nhưng khỏe ở góc độ là đi đục nhiều. Thế còn nếu mà thực sự con này anh chị đi làm khoan bê tông những cái mũi 10, 12 như này, thực sự cầm con S-Fan Pro nó sẽ hơi mỏi tay, khẳng định thế luôn. Tại vì nó rất là nặng, nó nặng, nó thích hợp cho cái kiểu là đục hơn. Đây. Đây nhá, ví dụ đây, em quay xuống đây. Đấy. Để tránh tình trạng anh chị lại bảo mua xong rồi lại về em ơi nặng quá đổ cho anh nó mất công ở hai bên đấy. Đấy, con này nếu mà kèm một pin 6A à pin 15 cell thì nó rơi tầm 4,5 cân. Đấy, 4,5 cân là xác định là đi đục thôi. Chứ 4,5 cân mà cầm như này để khoan 1 2 lỗ 6 hay 8 10 thì cảm giác nó không cần thiết lắm. Đấy, tất nhiên là có mỗi máy này thì đi thôi. Đấy, 1740 con đục của S-Fan nhá. Đấy, cái mã tiếp theo đó là dòng máy mài của S-Fan. Thì con này thì nó là dòng máy mài mã duy nhất. Đấy, tua của nó là 8500 vòng, tua chuẩn, cốt 100 và quá trình đốc. Đấy. Con này không nhớ là có tí chống ngựa đá chưa. Không. Con này thì em chưa rõ, nhưng mà con này thì nó sẽ phanh tương tự như là con Đông Cưa năm ngoái em bán. Đấy, Đông Cưa năm ngoái thì có cái trở ngại đó là về chân pin. Nhưng mà về cái phanh của con Đông Cưa và về chất lượng của máy Đông Cưa và Zupai và S-Fan thì nó tương tự nhau. Đấy, con này thì xác định là phân khúc cao rồi. Đấy, thân máy mà chưa có pin thì nó là 1 triệu rồi. Đây, mọi người nghe tiếng phanh của nó nhé. Đây, phải lấy cái khóa cho mọi người xem này. Mở cái khóa, chốt khóa ra. Đấy, nói chung là con này thì thợ thuyền thôi, khuyến khích anh em là thợ thuyền thôi. Dùng gia đình thì nó thật luôn là có ngân sách thì dùng. Nhưng mà dùng gia đình dùng mấy con rẻ hơn cũng được. Đấy. Thợ người ta đi làm, người ta chưa có ngân sách hẳn dùng Daewoo, Makita, Miyuki ấy. Mà người ta cũng ngại những con hàng rẻ quá thì có thể tham khảo con này. Tốc nhanh nhất rồi. Đấy, phanh như là con Đông Cưa luôn. Đấy, thì con này là con 1 triệu đấy. Con cũng rất là hay, đó là máy cắt bàn, máy cắt gỗ của S-Fan Pro. Con này thì chắc chắn là sẽ phải có một video rất rất là chi tiết rồi và thực tế luôn tại xưởng luôn. Đấy, thì con này là cắt bàn không chổi than nhá. Đấy, một số mẫu bình gì khác phổ thông hơn đó là mẫu cũ chuyên vít. Đấy, con này chuyên vít thì phân khúc của nó sẽ tương đương với cả con Amax Tool. Đấy, con này sẽ phân khúc tương đương với cả Amax Tool, cũng rất nhỏ, rất gọn, chỉnh tốc. Đấy, lực thì nó ghi trên này là 230 N. Đấy, phân khúc 230-250 và thân máy là 990.000. Đấy, rất nhỏ, rất gọn, khỏe. Đấy, một số phân khúc khác ví dụ như là khoan 10 ly, em sẽ có hai mã khoan 10 ly và khoan 13 ly. Đấy, khoan 10 ly thì nó là dòng nhỏ. Dòng nhỏ thì nó sẽ bán cả bộ hoặc là bán thân máy. Đấy, lực xiếc con này 60 N nhá. Bộ mà một pin 2A thì là 1,5 triệu. Đấy, còn con 13 ly như này ấy, thì lực của nó cũng là 60 N. Đấy, cũng là 60 N. Nhưng mà đầu của nó đồng 13 ly và giá thân nó khoảng 935.000. Đấy, con này thì chắc là thông số chuẩn, về thông số Newton là chuẩn. Đấy. Về bu lông thì nó sẽ có hai mã. Một mã 350 và một mã 500 N. Đấy, giá con này thì là 800. Và giá con 500 N thì là 940.000. Giá anh nghĩ rất hợp lý luôn. Cái mức giá này thì là ok nếu mà thông số của nó chuẩn. Đấy. Bu lông rỗng này, đấy chứ, mọi người nhìn thấy chưa? Hàng nội địa nó rất là thực tế, nó là 300 thực tế là thực tế về mặt sử dụng.
chứ không phải thực tế về mặt bán hàng, đúng không? Thực tế về mặt bán hàng bây giờ nhiều hiệu OEM họ để những con bu lông mà 420, 500 new vẫn là đầu rỗng để cho anh em đi bắn tôn. Chứ còn bên Trung Quốc là đã là bu lông, đã để mở ốc thì tao để mở ốc thôi, chứ tao không có làm những cái việc khác đâu. Đấy, thế còn con 500 new này thì đương nhiên nó phải là đầu rỗng rồi. Đấy, một con này thì đi hợp lý nhất là anh em đi mở ốc nồi xe ga 24. Đấy, giá thì em có ghi luôn trên sản phẩm nhá, và đường link Shopee ở phía dưới. Đấy, anh chị cần mua các sản phẩm nào thì liên hệ với bên em. Hiện tại thì bên em dừng ở mức độ gọi là bán thân một số bộ, 16-48 thì là bán bộ. Đấy, tại vì thực sự luôn là pin của S1 Pro thì em thấy là chất lượng, là chất lượng, nhưng mà giá có vẻ là hơi chát. Đấy, có vẻ là hơi chát, cho nên là bên em sẽ bán kèm những cái pin sẵn có, ví dụ như pin đóng, pin pin neo hoặc pin Drama Ultra để cho giá thành nó hợp lý hơn, nhưng mà mọi người tiếp cận được một cái máy chất lượng hơn. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.